hai trăm mấy rồi đây chia cho một tập hộp máy giặt mini mua trên Lazada của mình là Shopee. Như bữa nó đổ vô mà ta. Nước nóng đổ vô hả? Hình như nước nóng đổ vô. Ủa chứ không phải là giặt nước nóng luôn hả? Ừ. Ống nước xả còn tí. Thôi tắt đời nhé, tắt đời. À nghe nghe tính quay luôn. Anh định quay luôn. Lâu giá lên lâu. Ngọc 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 phụ anh tay ngọc giật sao? Ở trong là nó có miếng cao su á. Ngọc xài rồi luôn hả? Không tại em xài cái thao á. Cầm cầm giùm anh cầm đi. Ừ, thì đó có phải nó chốt tay. Không có chốt vậy đó. Mở các bạn hơi khó nha các bạn. Nó không phải khó đâu, nó vụt tay thôi nè, nó không lấy lên được. Có chốt gì đâu, không thấy chốt gì hết. Hình như đẩy nhặn đó xuống á. Đúng rồi. Quay nè. Nhặn cái màu trắng không rồi phải, kéo lên, nhặn màu trắng kéo lên. Đó. Nhặn màu trắng kéo lên. Rồi. Rồi. Đúng rồi. Đó, phụ kiện gồm về bên trong. Hai cái rổ, cục adapter. Sách hướng dẫn. Rồi hết.